chơi là chị chạy được rồi, đứa chơi xong đừng có dấp. Có đâu. Không có chơi chừng ít mà, ông đợi đây mà. Ông đợi đây hoài rồi, tôi sao vô được cái. Chào cô Lan. Thôi đi ông nội. Tiền này con. Thôi tôi mấy đâu. Không, tiền này. Không, tôi mấy. Ông đợi đây gần cư mà tôi. Thôi tôi không thấy đâu. Người tiền nè, không, uống phê. Không, tôi không thấy không. Chứ ông mướn hay mướn rồi mà quậy tôi. Mà đi tôi không ngủ mê được cái ổn hết trơn. Ê, cô Lan, nghe nói là Minh Dương à. Hãy cô quá đi. Về tới Hồng Ngự rồi mà. Nhưng mà cái đường nó bị ấy quá, nó bị mưa đó. Đi, không có lãnh tiền có mấy người nữa. Nó bị mưa rồi nó lên không được. Không được. Lên tính tìm cô. Cô Lan đi. Mà không biết nhà cô Lan ở đâu à. Không phải em, mệt quá. Đừng nói lại mà bưu tôi nữa. Đi theo cái nghỉ về mất. Cô Lan đi đâu mới vậy cô? Thôi tôi không có nói chuyện mấy người nữa, đi. Đi đâu đi. Sao hả? Đi ra đây làm bưu sao hả? Nằm lượm. Thầy phiên hả? Nằm vậy hả? Bây giờ không nằm ăn cơm nước. Mày đếm ăn cơm nước rồi. À đâu? Có nước đây hay gì cô? Có nước đó. Hồi nãy là nó bị đó thì chắc ông đi xa ra. Không có lại gần ông nữa. Gần lưu bưu, không nè, chết rồi luôn. Nè, cho tiền cô xài nè. Không, tôi không có cần tiền của ông mấy người đó. Rồi tìm về nhà của cô Lan. Mà không biết ở đâu. Bưu, ông đừng gió nào. Ông đợi dây mà ông quậy nó hoài. Thằng thân sẽ gửi cái trà nước lúa ở chỗ mà chưa được nữa kìa. Cái đường á nó bị. Thôi đi, ông đi đâu đi. Bị làm đường á, làm đường rồi lên không được. Được không được. Ôi ơi. Thì cái tờ. Máy quá trời rồi giờ không làm không có. Thôi. Nhưng mà không biết cô Lan là cô nào à. Ông đừng giả mạo, à giờ mày nằm nó có nước mà mày sao sâu vô sao tao đếm được. Mày nói lại đây nó làm bự, mày em được ai? Mày giờ em được, thằng thứ giống. Thấy không? Mày được rồi, tao bữa nay nha, không cho chạy nó cái lứa nha. Em được ai? Em vừa cố như là em vừa của mình. Cứ đừng có gạt tao mà vô đây mà theo cái bóng từng hình hoài. Sao tao đi theo dõi để được mày Nguyễn Cúc đó. Hút thuốc cỡ đó kìa. Hút thuốc rồi. Thành nó có người đó. Có bây giờ hát còn không giờ. Ừ. Trời ơi bà đừng có lẻo mự bà vợ. Rồi tìm cô Lan. Đó, không thấy tiền đâu. Đừng nói giỡn mạo không biết phải cô Lan không? 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 Chứ đừng nói người ta mất cái đàn mà cản mũi này là tao cho mày chết hồi đó 4 tuổi đây là kiếm á kiếm mày đưa cho ai mày tao không kiếm đó mày là vừa tao mày vừa tao cứ thải vô cứ thải gỡ mày mày muốn có nước mày cũng chưa cần con mà được 4 tuổi đó mày ở mày cần tao chứ mày đừng nói dọc tức lại đây hoài. Ấp ấp bấm rộng hoài rồi không biết cái gì hết. Theo ấp 2 này đợi đóng hoài, chụp hoài vậy. Sẽ mời cô đi đâu cô? Đi đâu cô? Hồi sáng tôi thấy ông ăn miếng kèo nè. Ông đừng giỡn nạo tôi. Đánh chở nhà cơn từ ngoài nha. Đừng giỡn nạo nha. Tôi mà... biết ông rồi, ông đừng giỡn nạo. Ông giúp tiền lên. Đừng thay viên gần lại đừng. Thâu vô cái thịnh á. Thâu vô đưa cho Minh Dương coi nè. Đưa vô, ông giả mạo ông đưa cho em được không thấy chậm. Đó ông đừng giả mạo tôi hả. Nè. Bỏ mày đi, nước gì mà uống trời. Ấy này là phải nhà bà lá mày đó cái kìa. Đây là mày ngày qua nhà tao thử mày khác cái bà út lớn nè, lúc nhăn bà út lớn nè. Tao không tin tưởng mày thôi. Bộ trắng đi rồi mày. Sáng rồi chứ đừng lấy ăn miếng xè mày bự tiền lại làm mưa mời mời cô ăn bánh xèo mời cô đi qua đi ngang qua luôn không thấy luôn thấy là tôi ngồi ngay chân đấy bị trời ơi ở xa lắm mới lên tới đây chứ hồi sáng gì đâu có ở đây đâu ông đừng để mà cứ biết không ông ăn miếng xèo ở nhà bà. Bà nhanh tâm là con có bà âm đó. Cho ông biết.
Trời ơi, tôi ở đây mới lại đây à, mới kiếm cô chị vòng vòng kiếm cô nè. Hồi nào qua, lần bữa đó lần rồi, ở nhà bốn lúc lần rồi. Tôi ở xa lắm. Xa không, lần cái chỗ nào. Tôi ở thành phố Hồng Ngự lần lên đây lần. Ở thành phố Hồng Ngự, thấy rồi, ngay chắc rồi. Cái đoàn ca nhạc Bình Dương á. Phú rồi, ông đừng bỏ vừa trong Phú tôi. Ông đừng gạt tôi. Ông Phú nó bỏ vừa cho ông nè. Chứ ông đừng nói, ông giả nạo hả? Giả nạo tôi hả? Phú đó. Chị nói thiệt không á. Bỏ vừa cho ba nữa, ba dược nữa. Cho ông biết, chứ đừng nói. Hồi tối ca sĩ Minh Dương nghe hát ở thành phố Hồng Ngự á. Trời ơi, nó dốc. Trời đó, nó dốc, nó cần thi luôn. Hát cái trải lời luôn. Rồi đêm nay là tính lên đây hát nè. Hát hả? Ôi. Kéo được nó dám nạo. Đây kiếm nhà cô Lan nữa. Đó này chết anh đó. Ôi. Mở cái lần thanh. À, cô Lan ơi, à, hình như là cô thương... Này, em hãy phá đi cha đừng nói tới tư giấy kìa. Sao nói chưa trả là Phú sao không nói. Mà nói Minh Dương vậy vậy. Thế thì cô hình như có... Ta chỉ Minh Dương là bự lại là ông muốn cái lần sinh. Mà nói tới Minh Dương vậy. Bị sao? Bị nhắc cô, nói cô Ngọc Lan gì đó. Ôi, là bự cái tiền à, ôi, bự cái tiền đặng... Đặng là bỏ vừa cho ba nhé. Cho Nguyễn thì cút lực lượng đó. Đừng nói. Nè tiền nè cô, cho tiền nè. Nãy giờ cho tiền cái gì mà lỡ hoài. Anh thấy cái gửi gì. À ổng thôi biểu hợp thể đi cho đếm bàn bấm. Không chịu, sợ. Lại đây là để hỏi thăm cô ăn uống gì chưa? Hồi ngày qua thôi hỏi thăm rồi, sao lại đây nữa? Là cái gì? Hồi ngày qua khác. Hồi lắm, khác. Ông giờ nào ông bánh xèo khác bữa nay ngày mới hỏi thăm khác. Khác gì? Ý hỏi thăm cô ăn sáng chưa? Tôi hỏi chồng Phú đâu, ông không trả lời tôi đi. Phú hả? À? Ừ. Phú nói thật sự ra thì không biết luôn. Không biết làm sao trả lời được. Ông giả mạo chứ. Là ông giả mạo. Còn biết ca sĩ Minh Dương không à? Còn ông Phú không biết. Ông giả mạo, ông biết, ông giả mạo. Điện thoại ông Binh nó đừng nói. Đâu biết đâu. Phải biết kể cho nghe rồi. À kể là không ư. Trầm sớm không mà. Trầm sớm. Trời ơi, trầm sớm. Trời ơi, nói chứ kìa. Nói chứ kìa. Ông đừng giả mạo tôi. Không có đâu. Không có đâu. Dễ gì tôi giúp cô không hết nữa. Làm sao giả mạo cả cô được. Ông giúp. Thì giúp đỡ cô là ăn uống này kia nọ, hỏi thăm cô có ăn uống gì chưa, biết mua đồ vô ăn nè. Không, tôi không ăn bởi vừa tôi. Ý nè quá không, ý nè bởi đó. Đó đi bằng đêm hay là ổng nghe bà má ăn hiền. Hiền ăn vượt bánh. Thôi mình đi ra tiệm mình ăn cô Lan ơi. Không, tôi không ăn đâu, ăn đừng để nào. Sáng mai ăn chưa? Tôi ăn rồi, mất tiêu rồi. Sáng mai mình ăn gì rồi cô? Ăn bánh khọt, ăn gì? Yeah. No chưa? No rồi, giận nó, ui, giả mạo đó. À, giả mạo đâu mà giả mạo không biết. Giả mạo đặng gạt người ta, đặng cho về vợ vô cổng. Đừng nói. Gạt đâu mà gạt không biết. Đi, có thay phim nữa, tôi nhớ mà ăn quá trời. Tôi nhậu qua rồi, phải phim này, phải phim hoài. Nghe nói nè, cô ơi. Vậy? Nghe nói ca sĩ Minh Dương đó. Thôi, mệt quá đi. Rồi nhắn lời, đặng hỏi thăm cô nè. Cô quá trời mệt chứ. Tiền nè cô ơi. Nè, tiền nè. Thôi. Anh thầy gì chết đó vậy? Tôi bước đây, anh mà tôi lấy mày. Rồi ra thôi dội gần đi một giờ phía đi kêu về cái việc lượm đi. Còn cái này 3 giờ phía mà lật lượm không có biết cái đầu cái phải nước đâu hết. Quay qua đây nè, quay mặt qua đây nè cô. Lật bấm lên chắc cái lòng hồ điện không biết. Dạ, hồ điện nào ấy tự? Chạy điện lực đây nè. Dạ, rồi sao?
Ông hỏi ông sao chứ không biết rồi. Rồi mà điện lực này nó chuyển điện cho mình cái gì? Điện. Nói ra thì này 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 có thể là vừa vợ lượt này ở này thì phiên đó. Ở tổng này ta giữ ta làm cái đường nước chưa được các bạn. Chưa có miếng điện này chạy nó cũng chưa học cái món hết trơn. Quay qua đây nè. Đừng nó quay viên. Đổ nước hết trơn rồi luôn. Đạt người ta đừng nhận làm bừa, không làm bừa nhé. Chấp rồi, gấp rồi, họ nhớ nhận đi, xem nha. Đây, đường đổ chưa xong đó. Đường dưới nó chưa có đổ. Trời ơi, quá trời kìa. Xem là chạy được rồi, ồ, đường chưa xong, đường nó gấp. Có đâu, ở trong này chưa đổ xong nè. Đi xong nào. Lên cái đường đó là nó đâu có vô đường này được. Cái đường hẻm, đường kia, đường bự kìa. Trời ơi, đường này xem là chạy không ơi, đi gì. Chưa có ấy. Chưa có lấy xe bơm. Chưa có đổ đường. Đổ đường rồi. Ông thiệt không? Tôi đi chừa rồi, tôi không biết hả? Ôi, chưa đổ đường, làm bỡ hả? Có rồi, có tàn sao đó. Ông đi ra đi, ông đừng có nháy nhập tôi. Ông gạt tôi. Hứ rồi vô. Hú hả? Rồi nó nhắn lời gì với cô kìa? Nhắn lời đi, 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 đi. Quá trời cho mệt, ông quá. Vô vô. Thì vậy cái chạy nước lứa nhà đổ cầu còn chưa được nữa. Quay đây cô. Thì đi phía nặng kìa. Nặng kìa. Nói ra hồi nơi. Bảy gì bà Trân nãy nó cho 20 ngàn đó. Cô có lấy không? Trời bà cho. Tôi nấy ông á gọi là hoài. Bảy gì hả? Bảy nay dính thằng hoài nè. Vậy nó bắp niềng lên hợi á. Có đâu mà có. Ngoài luôn chứ không biết hả? Ngoài ở cổng kìa. Nó bấm cái điện thoại nằm trên cái dẫm mà. Thì nói sao cô? Tôi không có biết đâu. Ông là anh là ông đi. Chứ ông đừng có lại lên nặng quậy chơi. Tại anh cô vậy chơi tiền ít thì không có chơi tiền ít mà ông đợi đây mà ông đợi đây hoài rồi tôi sao vô được cái giải bình nó khúc á đặng lờ qua giờ ông đè đầu đếm chừng nào ông dành tới bị có người ở bên Mỹ ta hỏi thăm cô kìa. Hỏi thăm ai? Hỏi thăm ở bên Mỹ á. Ai hỏi thăm? Quen biết gì với cha của cô á. Ông tư ứng cái gì? Không biết phải không, chắc vậy quá. Hỏi thăm cô giờ, hỏi thăm sức khỏe cô giờ sống sao. Rồi mới điện qua nè, mới vô đây vô hỏi thăm nè. Ừ, điện qua là cái xe lịch mới chạy xuống cái xì nè. Ông đừng giả mạo tôi. Có. Cái xe chánh nè, ông thiệt không? Chưa chạy qua đây, chứ người ta điện hỏi thăm thôi. Hỏi thăm cậu, làm bừa là nói con như ý này nè. Đừng á. Chỉ là hỏi thăm cô thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Ý thăm cho mình nói hoài à, lại nói hoài à. Ý là hỏi mình lại đây nói chuyện với cô chơi chơi vui vậy đó. Vui ở ngoài lắm, đổi vừa cái điện thoại này nè. Không có vừa đâu. Không có vừa, đi ra đi nói chơi. Ông đặng, ông làm vừa đặng chơi. Cho một thứ, sao vô được ba được á. Trời, ở trên nhân gian chẳng á. Giờ cho tiền cô cũng không bán, chơi ít cái gì. Chứ mấy chơi ít mà ông bói chờ ông lại ra hoài. Sao tôi biết em gửi cái đường dây điện này muốn chết tôi luôn. Thấy cô đây buồn nè, lại đây tâm sự cô chứ nữa. Ai tâm sự buồn. Rồi đi thay gửi ngần cái nhà làm hay nhà bà Hải Lá rồi sẽ sáng về. Đi bà có lúc rồi sáng về. Nó nói Minh Dương lại hát hồi tối hồng ngự mà cô Lan cô không tin đó. Mà cái khúc đường màu bà không hỏi bơm mấy bà thì dài khúc khác rồi các bạn. Có màn gầu chưa? Chú thấy màn gầu chưa? Chưa xong. Cái nước nhỏ nó ở dưới trời con đường gầu nó mới lên mà. Trời ơi bà hồi đầy lắm ba. Trời ơi cô. Đây nè, nó bị người ta hoài, chị vô đường con đi không có được. Trời ơi, làm bự cơ chí thầy nhân bảo bự, đâu không? Ở vừa bạn nha không chi phí gì đỉnh không
Bỏ vậy ra. Bỏ vừa dĩ ơi, sợ nghèo, chỉ giáo khẩu với lúng mình. Đó dựng ấy bỏ vừa ta mà lại chọc đất ta nữa. Cái này cái đoạn đường dưới làm chưa xong kìa chứ. Ôi, đoạn đường dưới xong trời. Quay đây nè con. Quay quay hồi nào qua ở trời nó hồi sáng không muốn xèo đạp đạp tao ấy rồi sáng qua không muốn xèo đâu.